Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái lô CNC khựa. Cái lô hàng CNC khựa của bên mình có giá cực kỳ là rẻ, chỉ 180.000 đổ xuống rồi và không thể đắt hơn được nữa. Đấy. Ok, để chờ mình chút. Đó, giờ hiện tại bây giờ là tất cả các mẫu mà mình có thì mình sẽ mở từng cái mẫu ra một cho anh em xem. Đấy, đầu tiên là mẫu hiện tại là mình đã giảm giá rất là sâu rồi. Đấy, cái đầu tiên là mẫu cây tia sét này. Đấy, tia sét. Đó, tia sét bóng như này nhá, giá chỉ 180.000. Đó anh em nhìn thấy không? Ngày xưa thì mình để giá 200. Nhưng mà đợt vừa rồi lấy lô mới về thì nó đã giảm xuống rất là nhiều. Giá chỉ còn 180.000 thôi anh em nhé. Giá này là giá chưa bao ship nhá. Mài bóng này, rất là đẹp, thấy không? Em thấy không? Đó, cái này thì sét này thì có chắc 7 năm. Đó thì đi kèm của nó là một cái tool với cả hai con ốc thay nhanh nữa, là lò xo đấy đi cùng. Và cái bộ combo này mình sẽ tặng kèm là hai bộ thun nữa. Đấy, tất cả những cái combo này. Đấy, đây là tia sét này. Rồi, đến bản đồ. Ok. Bản đồ một lá cờ chạc 7 năm nhé anh em nhé. Bản đồ thì cũng bản đồ đợt này là giá là 150. Đó, rất là ok, rất là đẹp anh em nhìn thấy không? Đấy, chạc 7 năm giá 150. Đấy. Ok. Đó, mình sẽ bỏ tất cả các cây này ra. Tiếp đến là lá hero, hero hero này cũng thế, cũng chạy 7 năm và 150, cũng tặng kèm vào hai bộ thun. Đấy, đó hero. Và tiếp theo nữa là sói. Sói hú nhật nguyệt. Quá. Rồi, ok, đó đây là cái sói hú nhật nguyệt đó, giá của nó 180.000. Đấy. Đấy, còn một siêu phẩm nữa là hiện tại đang đang giảm cực kỳ mạnh luôn. Đấy, đang giảm cực kỳ mạnh luôn, là một cây quỷ vương, mẫu quỷ vương hiện tại bên mình. Ô, sao hoa nhỉ? Đó. Quỷ vương. Đấy anh em mình không? Trời ơi đấy, nhìn này. Từ cái phần vân đá, vân biết các kiểu này, phần đánh bóng của nó này. Rất là đẹp. Đó, hiện tại bây giờ cái này mình đang bán ở 180.000 nha anh em nhé. 180.000 mẫu kỳ vương. Nó cái đầu lâu này có thể bỏ ra được đấy, nhìn đấy, thấy chưa? Nhìn rất là nhẹ nhàng. Anh em có thể lắp vào đây cũng được. Cái này hơi lỏng, cái này hơi lỏng một chút. Mà thôi có lẽ là chúng ta nên bỏ ra còn làm cái trưng bày cũng được. Đấy, cái cây này nó hơi bị lỏng, không sao cả. Đấy. Đó. Thì cây quỷ vương này mình nhìn cái này cái chắc bậy thật. Cái quỷ vương này cái này chạc bảy này, quỷ vương chạc bảy, đấy cũng không để ý lắm cái lô quỷ vương này nó chạc bảy, à, rất hay. Ok, đấy, quỷ vương 7 với 75, quỷ vương thì có chạc 7 với 75, chạc bảy thì rất là vừa, rất là xinh, em hiểu không? Rất là vừa xinh luôn, đẹp. Đấy thì cái mẫu 180.000 thì mình sẽ bỏ riêng ra. Đấy, đây ba mẫu bên này là 180.000, hiện tại ba mẫu này đang còn giá 180.000, sét này, sói này và quỷ vương này, đến hai mẫu 150.000. Hai mẫu này hero với cả bản đồ đó nhá anh em nhé. Đấy thì tất cả đều được tặng kèm theo là hai cái con ốc thay nhanh với cả lò xo với cả cái tun vặn này, và tặng kèm thêm hai bộ thun 0,75 như này nữa, resize 0,75 anh em biết không? Thấy không? Đấy, ok nhá. Đấy thì hiện tại là bản đồ của mình là bản đồ một cờ, bản đồ khá là đẹp nhá. Đó, mình cũng sẽ không nói nhiều qua vì mấy cái mẫu bản đồ này nữa, nhưng mà nói chung là hàng CNC ở bên Khựa thì anh em cũng yên tâm rồi, đó là inox 304. Thực tế thì cái ngoại hình chung nó sẽ không được đẹp như là ở Việt Nam làm, nhưng mà để mà chơi một cái lá chỉ 150.000 thì anh em có thể bỏ ra một số tiền nó rất là vừa phải với cả cái chất lượng của sản phẩm. Đây là inox 304 nhưng không phải gang, mà không phải bên mình không bán gang và không bán những cái loại lá đều đều đều, đều mà VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 gì gì mà nhện nhẽo các kiểu. Mấy ông ấy bán tất cả cái đấy là bằng gang. Đó, bằng gang và dễ cháy, tức là nó cháy mà nó mủn ra luôn, nhão 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 như kiểu ấy, đốt nghĩa là cháy mà. Còn những cái inox 304 này thì bạn con lung lung đến đúng nhiệt độ, nó nhiệt độ của inox cháy thì nó mới bắt đầu nó bị ấy. Còn đây, đấy cái quỷ vương. Bạn nhìn đâu, đẹp không? Rất là đẹp. Đấy, cái đầu nó đây. Đấy, cho vào thôi. Cái này hơi bị lỏng nó rơi xuống. Đó, đấy, rất là đẹp, anh em nhìn đâu. Đấy, mẫu quỷ vương.
Đấy, mẫu này thì quỷ vương này đợt tới cũng sẽ về chắc 7 với 75 nha anh em nhé. Quỷ vương này chỉ có giá 180, ngày xưa là 400 nghìn đấy. Nó cái thằng trong kia ngày mình là người đầu tiên lấy nó về. Đời tôi người đầu tiên lấy về nên là mình đặt nó và nó sản xuất có mấy trăm cây thôi. Đấy, mấy trăm cây thôi nhưng mà nó bán mình đắt quá. Nó bán lại bây giờ kiểu nó không ai đặt nó ế. Đấy, nó bắt đầu nó giảm giá cực mạnh xuống đấy mấy cây này mấy mẫu này. Nếu mà theo cái tầm giá thì mình nghĩ là lên chơi cây quỷ vương này là nhiều nhất 180.000 thôi, chỉ 180.000 thôi anh em này, thấy không? Đó còn một hai mẫu này thì anh em tùy chọn thôi. Một set này cũng khá là đẹp này, bóng gương này rất là đẹp đấy, cho anh em là thích bóng. Mẫu sói này cũng thế đấy, sói này thì nó CNC khá nhiều này, cũng khá là ok đấy. Nè, chắc 75 75, cái này thì đợt tới sẽ về 7 với 75 này đấy, 75 này này cũng sẽ về 77 với cả 75 này đấy. Nói chung là đó, đây là những cái mặt hàng CNC bên mình, còn ai thích lấy xỉ thì cứ báo giá mình sẽ để giá xỉ hoặc là giá ấy cho. Còn hiện tại cái những cái mặt hàng như lốc anh tư này thì nó giá rất là rẻ, là rẻ nhất thị trường rồi, mình cam kết với các bạn là như vậy. Có thể là một số những người người ta bán phá giá nhưng mà cũng tùy mức độ thôi, nhưng mà đây là những cái mẫu mà đáng tiền, đáng giá mua nhất. Mẫu CNC để cửa đáng giá mua nhất có Elok 304 và chất lượng sản phẩm rất là ok. Còn đừng có nghe mấy cái ông quảng cáo trên Facebook thì VIP 1, VIP 2, VIP, VIP, VIP mấy gì gì đấy, nó mấy cái dòng lá gang cái kiểu nó đúc xong rồi bắt đầu nó ấy lên thôi. Đây, còn đây là những cái hàng cắt CNC với cả plasma nhé. Cắt plasma thì nó cũng có những cái vết nó hơi ấy nhưng mà khá là ok đấy rồi. Đấy, còn anh em nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ mình có số điện thoại này 0981 1883 đấy, hoặc là để lại số điện thoại dưới comment đó. Đây là những cái mẫu lá mà ok nhất trong thời điểm hiện tại, mẫu lá CNC cựa làm bằng inox 304 rất là đẹp, anh em phải trải nghiệm thấy nó rất là đẹp, rất là đáng giá để tiền để mua đấy. Đấy, một bộ combo này mình sẽ tặng kèm hai bộ tool và mấy cái tool đấy, các kiểu cái ấy của nó như này đó anh em ạ. Ok nhé, cảm ơn tất cả mọi người nhé, nhớ like và subscribe giúp mình nhé, nhớ theo dõi kênh và sẽ có những cái sản phẩm cực kỳ mới và cực kỳ tốt, giá cực kỳ tốt nữa cho anh em. Để từ titan mình, nói chung mình bán cả titan, bán cả ấy, từ hàng cao cấp, order những hàng cao cấp, bởi vì sao mà anh em tin tưởng đặt hàng rất là nhiều thì các bạn cũng hiểu đấy. Đó, nhưng chỉ vì việc lên những cái hội nhóm lớn ở trên Facebook, các bạn gõ hỏi hoặc là hỏi TT shop là gì, TT shop là ai, nó có uy tín này không thì anh em sẽ biết được như thế nào. Chứ đừng anh em là đừng lên mấy ông quảng cáo quảng kết các kiểu ấy. Đấy nhá, lên mấy ông đấy thì nói chung là khó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhé.